Kính thưa quý vị, vào những ngày đầu tháng giêng, nhà nhà hân hoan đón những điều mới. Họ tổ chức mời thầy về làm tục lệ, hỷ phúc để đón những điều tốt đẹp đến với gia đình. Trước đó, ngày mùng 1 Tết, các nhà cũng đã tổ chức lễ lấy nước đầu năm mới. Những tục lệ đẹp đó xây dựng cho mọi người, mọi nhà niềm tin vào một năm mới tốt lành. Xin gửi những ước nguyện, những điều cầu chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người qua tiết mục Lời Then Hỷ Phúc, sưu tầm nghệ nhân ưu tú Hà Thị Phương do Tóc Then huyện Bình Liêu diễn sướng. Nãy xây khẩu kính bóp nà lương, xình pháp khẩu kính hướng nà lồng, nãy thương tính xây lục, xình thương quốc pháp cài. Tại ngươi đầy cắm phòn, ngân xem mà tím lươn, cần cần đầy men lèn á.
Xài cấm em xám tàu trắng cừ, xài cấm chữ nhộng hồng trắng tay, xài cấm em xám.